Xin đón chào các quý vị dân tộc của chúng ta một lần nữa. Thì vì thời gian nó hết cho nên tôi đã quyết định làm thêm một cái phần nữa trong cái video về chủ đề là về cái chủ đề là phải nhắc nhở những vị mà giảng đạo hoặc là những vị mà xưng mình rằng là họ đại diện hoặc thay mặt cho Chúa Cha, hoặc là cái đạo lý con trai của Ngài là dạng Christe đã từng giảng dạy 1.750 năm về trước, thì nói chung là gần 2.000 năm, thì cứ cho là như vậy đi theo cái lịch của phương Tây. Còn đúng theo cái luật của Kinh Thánh chúng ta thì là 1.750 năm, và đó là chính xác là như vậy. Còn theo cái lịch của bọn phương Tây á, thì thời gian chúng ta đang sống thì họ nói là 2.000 năm phải không, hoặc là 2.022 đúng không? Thì cái điều mà tôi muốn làm rõ hơn á, ý là tôi muốn tóm tắt lại những gì mà tôi đã chia sẻ hoặc nói ra trong cái video phần 2 đó không, về cái chủ đề là dành cho những vị mục sư hay là ông cha hay là những vị nào mà giảng đạo á. Tin mừng, tin vui, tin tốt, tin đẹp, tin lành của Ngài đúng không? Thì tôi muốn đóng góp cái phần mà họ chưa có lẽ là chưa có hiểu hoặc là chưa có cái kiến thức. Thì cho dù có thì tôi cũng muốn nhắc nhở họ lại một lần nữa để mà họ có thể không có quên, đúng không? Thì đôi khi chúng ta đều cần cái sự nhắc nhở đúng không? Thì chúng ta là những như là những vị đàn ông hay là phụ nữ cũng có cái sự thiếu sót này nọ không? Tất nhiên chúng ta cần cái sự nhắc nhở đôi khi không, hoặc là nhiều lúc không? Thì trong cái bốn cái luật của giảng Christe, gọi là bốn cái luật của Chúa Cha đó, thì cái điều mà tôi muốn dành cái ngày hôm nay á, là chỉ nói về bốn cái luật đó không. Thì vì là hồi nãy tôi hết thời gian cho nên tôi đành phải nói rất hơi gấp gáp cho nên kiểu là không có thoải mái cho lắm, cho nên tôi đã dành riêng cái hoặc là sẽ dành riêng cái video ngày cái video này á, phần 3 thì chỉ nói cái phần phần đó thôi, là bốn cái luật của Chúa Cha không. Thì như tôi đã nói thì tôi xin lỗi vì phải lặp lại cái điều này, nhưng mà lần này thì tôi sẽ cố gắng tóm tắt lại thôi không. Thì khi khác tôi sẽ nói sâu hơn trong những bốn cái luật lệ của Chúa Cha. Thì thật ra ví dụ là trong cái luật ngày lễ đó, thì thật ra thì những vị sắc tộc của chúng ta và những ngày lễ của chúng ta, truyền thống của chúng ta, thực ra nó liên quan đến cái ngày lễ của Kinh Thánh của chúng ta đó, biết không? Thực ra thì một phần nào đó nó cũng có liên quan, thì cũng có một phần thì do chúng ta học qua cái sự kiểu là có những ngày lễ khác thì chúng ta kiểu là học học những cái điều đó từ từ những vị ngoại tộc phải không? Nhưng mà những cái ngày lễ chính thức của chúng ta là truyền thống của chúng ta, thực ra thì nó liên quan tới Kinh Thánh của chúng ta đó, biết không? Như là cái lễ mà đốt lửa thì nó cũng đều liên quan trong, nó cũng có nói trong sách Kinh Thánh của chúng ta đó, biết không? Thì nó là một cái ví dụ đó, thì ngày lễ của chúng ta đó, biết không? Thì chứng tỏ là chúng ta là những con cái của Do Thái đó, không, theo dòng máu đạo lý và lịch sử đó. Thì tuy nhiên
Thì đó là một cái ví dụ. Thì trước tiên tôi sẽ nói về trong bốn cái luật của Chúa Cha đó. Thì thứ nhất là về cái đạo lý, phải không? Thì tôi sẽ tóm tắt lại, tôi sẽ cố gắng. Thì trong cái đạo lý thì chúng ta có cái luật lệ, phải không? Cái tiêu chuẩn và cái trình độ. Hoặc là nói một cách khác là cái bằng cấp của Chúa Cha, đúng không? Thì cái luật lệ là gì? Thì ví dụ là trong cái luật lệ thì chúng ta có 10 cái lệnh, đúng không? Vân vân. Thì trong cái tiêu chuẩn là sao? Cái tiêu chuẩn là sao? Thì tôi cũng đã nói cái phần này trong những cái video qua rồi. Thì cái tiêu chuẩn thì chúng ta phải giữ, đúng không? Phải giữ giữ gìn cái tiêu chuẩn, và đừng có hạ mình xuống với những cái sự tội lỗi, rồi những cái điều đĩ đi mất dạy bố láo hay là vô đạo, phải không? Thì đó là cái việc là mình có đạo thì mình phải giữ cái tiêu chuẩn của nó, phải không? Hiểu không? Thì cái trình độ thì chúng ta phải có cái sự hiểu biết, cái sự khôn ngoan, cái ý thức, cái kiến thức và cái ý thức của Chúa Cha, thì đó là cái trình độ của chúng ta, đúng không? Thì nói chung là cái ý thức cơ bản về cái đạo lý của chúng ta, đúng không? Thì cái nguồn gốc của chúng ta là như thế nào, đúng không? Như tôi thường hay nói thì cái danh tính của chúng ta là gì, không là đến từ đâu, đúng không? Rồi tên của Chúa Cha là gì, đúng không? Đạo lý của Chúa Cha là gì, đúng không? Và cái danh tính của thì như tôi đã nói, cái danh tính của chúng ta thì với lại cái tên của Giảng Christe, cái tên chính thức của Ngài, đúng không? Thì đó là cái điều là một cái ví dụ là cái trình độ về kiến thức, về cái đạo lý của chúng ta, phải không? Thì chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý của mình, thì còn không thì làm sao mà chúng ta có thể giảng dạy hoặc là giúp những vị nào đó hoặc là những vị ngoại tộc có thể hiểu được đạo của chúng ta, đúng không? Nếu mà chúng ta không có hiểu cái kiến thức, cái ý thức cơ bản hoặc là cái trình độ cơ bản của đạo lý chúng ta, thì làm sao mà chúng ta có thể giúp được những vị ngoại tộc hiểu cái đạo của chúng ta, đúng không? Cái đức tin của chúng ta. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải hiểu là cái đạo lý của chúng ta, đúng không? Là cái trình độ, đúng không? Thì nói một cách khác là cái ý thức, đúng không? Thì chúng ta phải có ý thức thì chúng ta mới có thể có khả năng giải thích hoặc là dạy cho những ai mà muốn hiểu cái đạo của chúng ta, cái đức tin của chúng ta, đúng không? Thì chúng ta mới có thể nói là cái nguồn gốc của chúng ta là con cái của Do Thái, đúng không? Và Chúa Cha đã tạo ra tổ tiên của chúng ta thì mới có chúng ta, đúng không? Rồi vì cái tội lỗi của tổ tiên, rồi vì những cái tội lỗi của tổ tiên của chúng ta, cho nên nó đã khiến chúng ta trong cái hoàn cảnh bây giờ, phải không? Là trong cái tình hình mà chúng ta đang sống bây giờ, phải không? Là vì cái tội lỗi của tổ tiên, vì cái tội lỗi của cha mẹ của chúng ta, phải không? Bà Eva và ông Adam, phải không? Thì vì lý do đó cho nên chúng ta mới trong cái hoàn cảnh đau khổ, bệnh tật chết chóc rồi này nọ vân vân, đúng không? Thì hơn nữa thì vì cái chuyện đó đã xảy ra rồi thì Chúa Cha đã gửi con trai của Ngài để mà cho chúng ta có một cái cơ hội để chuộc tội hoặc chuộc chuộc cái tội lỗi của tổ tiên của chúng ta, và cũng với lại cũng để cho chúng ta có một cái cơ hội, thấy không? Cơ hội để mà sinh ra làm một như là sinh ra lại một lần nữa, thấy không? Chứ là đã có một cái cơ hội, thấy không? Cái cơ hội để mà có thể sống mãi mãi với Chúa Cha, phải không? Qua cái sự báp têm, đúng không? Thì vì cái sự hy sinh của cái tính mạng cao quý của con trai của Ngài
cho nên chúng ta mới có được cái cơ hội đó, phải không? Thì ngoài ra cái chuyện là ở chuộc tội lỗi của tổ tiên, thì ngoài ra cái điều đó thì nó cũng cho chúng ta cái cơ hội, phải không? Là con cái của tổ tiên chúng ta, thì chúng ta có cái cơ hội để mà được có tương lai, để mà được có cơ hội sống mãi mãi, đúng không? Với lại để mà được có cơ hội có tên của chúng ta trong cái quyển sách của cuộc đời, phải không? Hoặc là cái quyển sách của cuộc sống, đúng không? Đó. Thì đó là cái kiểu là cái kiến thức cơ bản về cái đạo lý của chúng ta phải hiểu như vậy, đúng không? Thì như vậy thì chúng ta mới có thể giảng dạy cho những vị vô đạo, nghĩa là không có đạo, đúng không? Chưa có hiểu gì về đạo của chúng ta, về về cái đức tin của chúng ta, đúng không? Về cái Chúa Cha của chúng ta, đúng không? Cái sự yêu thương của chúng ta, của Chúa Cha, đúng không? Thì chúng ta phải hiểu cái kiến thức cơ bản đó thì chúng ta mới có thể giảng dạy cho lại cho những vị ngoài kia, đúng không? Và đặc biệt là trong cho những vị mà chưa có biết đến về 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 Chúa Cha của chúng ta, đúng không? Còn những vị mà đã hiểu rồi thì cũng đã kiểu là đã nghe tiếng cái danh tiếng của Ngài thì nó làm gì nữa, đúng không? Thì họ chỉ là giữ cái luật lệ, cái tiêu chuẩn và cái trình độ thôi, đúng không? Thì còn những vị nào mà chưa có cái ý thức về về Chúa Cha của chúng ta thì chúng ta phải giúp họ hiểu. Excuse me, xin lỗi nhé. Nếu mà chúng ta không hiểu hoặc không có cái kiến thức cơ bản ấy, thì làm sao mà chúng ta có thể giải thích cho họ hiểu được, đúng không? Quý vị có hiểu cái sự quan trọng của cái đạo lý của chúng ta không? Thì chúng ta đành phải hiểu cái ý thức cơ bản hoặc cái kiến thức cơ bản đó, phải không? Là sau khi cái chuyện mà cái sự hy sinh của Chúa Cha thì sao? Thì là tin mừng, thì phải giảng tin mừng, phải không? Như là tông đồ của Ngài thì trong lúc mà giảng Christ sẽ được được sống trong cái thế giới này rồi đi truyền tin mừng, tin lành, tin vui, tin tốt, tin đẹp, phải không? Thì nhiều vị ngoài kia sẽ nói là tin lành, đúng không? Thì đó là mục đích của những vị đàn ông như là ông Paul và ông Peter, phải không? Thì hai vị đó là hai vị tông đồ chính thức mà do chính giảng Christ đã đưa ra cái lệnh, không? Đưa ra cái lệnh. Hai vị này đều có cái công vụ khác nhau, cái nhiệm vụ khác nhau, phải không? Những cái nơi khác nhau, phải không? Cái đất nước khác nhau, cái xã hội khác nhau. Một vị thì trong những cái đất nước vô đạo, phải không? Nghĩa là không có biết đến về cái danh tiếng của Chúa Cha của chúng ta, biết không? Và con trai của Ngài, biết không? Còn một vị thì đã biết đến cái danh tiếng của Ngài và con trai của Ngài, phải không? Nghĩa là đã hiểu một phần nào đó về cái đạo lý của chúng ta, phải không? Về Chúa Cha của chúng ta, biết không? Thì đó là cái khác biệt. Thì vị mà giảng đạo mà trong những cái đất nước mà đã mà vô đạo á, không có đạo á, chưa có biết đến cái danh tiếng của Ngài á, thì là ông Paul. Còn vị mà giảng đạo trong cái đất nước mà đã nghe đến cái danh tiếng của Ngài á, thì là ông Peter. Thì đó là cái hai cái công vụ khác nhau, hiểu không? Thì đó là cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ của những vị mà xưng mình là ông cha hay là mục sư, hiểu không? Thì đó là thực chất, thì đó là cái công việc của họ, cái trách nhiệm của họ, hiểu không? Cái điều mà họ cần phải làm, phải không? Thì đó là mục đích của họ, hiểu không? Thì không chỉ vì không nói chung không cần quý vị không cần phải làm mục sư hay là ông cha mới có thể giảng đạo. Nếu mà quý vị đã được báp têm trong cái nhà thờ chính thức của Ngài và cũng đã hiểu cái đạo lý của Ngài, nghĩa là khi mà quý vị đã có được cái ý thức cơ bản, đúng không? Cái kiến thức cơ bản thì cái trình độ cơ bản thì quý vị cũng có thể giảng dạy cái đạo trong đường phố hay là cho những bất cứ ai mà muốn nghe, cần 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 nghe cái đạo lý của chúng ta, đúng không? Cái đạo lý của Chúa Cha của chúng ta, biết không? Cái đó đâu có gì là sai. Chúng ta đâu có cần phải làm một vị giảng đạo hay là một sư hay là ông cha theo bọn họ nói, không cần.
đừng để cho họ lừa quý vị, đúng không? Vì hơn nữa như tôi cũng đã nói rồi đó, hồi trước kia giảng Chris Xe đâu có cái vị trí là ông cha hay là mục sư hay là vân vân, ngài chỉ là một vị đàn ông bình thường đến từ gia đình bình thường, hiểu không? Nhưng mà quý vị phải hiểu á, ngài đã yêu thương Chúa Cha lúc hồi còn nhỏ, biết không? Như là cha mẹ của ngài á, đã dạy cho ngài có những cái kiến thức cơ bản rồi, hiểu không? Chứ không phải là như quý vị tưởng tượng đâu, đúng không? Ngài cũng đành phải từ nhỏ phải học những cái luật lệ, 10 cái lệnh của Chúa Cha. Với lại á, mỗi năm ngài phải tới Jerusalem để mà giữ những cái ngày lễ đó, phải không? Giữ những cái ngày lễ để này nọ, phải không? Thì quý vị cũng nghe qua cái lúc mà một lần nào đó ngài cũng đã tới thành phố, cha mẹ của ngài đã dắt ngài tới đó. Thì ngài cũng trong lúc đó ngài cũng đã giảng cho những vị già kia rồi, họ kinh ngạc là một vị trẻ như thế này mà hiểu cái đạo lý của ngài rất cực kỳ rõ, cái luật lệ của ngài, đúng không? Cái tiêu chuẩn của ngài và cái trình độ của ngài, nói một cách khác là cái ý thức của Chúa Cha, biết không? Trong sách Kinh Thánh của chúng ta, biết không? Thì ý tôi muốn nói ở đây á, đừng có để những vị ngoài kia lừa quý vị, phải không? Nếu mà quý vị thật sự được báp têm trong nhà thờ chính thức của ngài á, thì không có cái gì là sai đó. Khi mà quý vị muốn truyền lại cái đạo lý của Chúa Cha, biết không? Thì còn về phụ nữ thì không nên làm như vậy. Còn những vị con trai thì quý vị được có quyền làm cái điều đó nếu mà quý vị được báp têm trong nhà thờ chính thức, đúng không? Thì cũng phải theo cái nhà thờ, phải không? Chứ không phải là mình tự động mình làm thì cũng không có được, phải không? Tại vì lỡ khi mình sẽ bị kêu là bị dẫn dắt theo cái sự sai sót của một vị đàn ông nào đó hay vân vân, không? Thì tất nhiên thì quý vị cũng phải hiểu á, thì vì đó phải được báp têm từ một cái nhà thờ, nhớ không? Chứ không phải là chỉ là lời nói của vị đó rồi vị nói là báp têm từ đó, nhưng mà quý vị phải hiểu rõ rằng là cái vị đó được báp têm trong nhà thờ chính thức của ngài, nghĩa là sao? Là trước cái năm mà cái bọn La Mã, cái đạo lý mà trước cái bọn La Mã đã cai trị cái đất nước Do Thái đó, phải không? Thời đó, đó thì đó là cái cách mà quý vị có thể phân biệt hoặc là nhận thức được hoặc là nhận ra được cái sự khác biệt, đúng không? Thì đó là cái điều nó rất là quan trọng là ở chỗ đó, phải không? Thì nói về cái chuyện là đạo lý thì nó dài, đúng không? Thì bây giờ tôi dành riêng cái video này để mà nói cái chuyện đó, đúng không? Thì tuy rằng là tôi đã nói là tôi cố gắng tôi sẽ cố gắng tóm tắt nó lại, nhưng mà tại vì nhân dịp tại có hứng thì tôi muốn nói cho nó rõ ràng hơn, phải không? Thì trong cái đạo lý thì chúng ta cũng đành phải ca ngợi ngài, tôn vinh ngài, biết ơn ngài, yêu thương ngài, nhau không? Thờ phụng ngài thì tất nhiên rồi, yêu thương ngài cái đó là dĩ nhiên rồi, đúng không? Cái, trong cái lệnh thứ nhất chúng ta đành phải làm như vậy, phải yêu thương mỗi một mình Chúa Cha mà thôi, không có Chúa nào khác hết, hiểu không? Chúng ta phải yêu thương chỉ một mình Chúa Cha mà thôi. Anh bị hợp mà tôi vẫn là tôi, ngài vẫn mãi là như vậy, chỉ một mình ngài mà thôi, hiểu không? Thì đó là cái lệnh thứ nhất. Thì trong cái lệnh đó thì nó cũng đến từ cái đạo lý, đúng không? Thì cái đạo lý của chúng ta thì chúng ta đành phải hiểu, thì như vậy á thì chúng ta mới có thể làm gương cho những vị mà chưa có hiểu đạo lý của chúng ta, phải không? Cái đạo lý Chúa Cha của chúng ta, phải không? Hoặc là cái đạo lý theo Chúa Christ của chúng ta đã giảng dạy, phải không? Thời lúc mà ngài còn ở trong thế gian này, biết không? Thì đó là cái điều rất là quan trọng đó. Cho nên đừng có mà làm những cái đạo đạo đức giả dối nha. Nếu mà
họ những một vị nào mà hỏi quý vị ở đấy thì tôi muốn biết biết thêm về cái đạo của các vị thì như thế nào, thì bây giờ quý vị sẽ trả lời như thế nào, đúng không? Thì nếu mà một vị ngoại tộc nào mà tò mò về cái đạo lý của quý vị thì quý vị phải có cái trình độ cơ bản, đúng không? Hoặc là cái ý thức cơ bản thì mới có thể trả lời được là như thế nào, đúng không? Thì như tôi đã nói, đúng không? Thì chúng ta cái nguồn gốc của chúng ta là cái sự sáng tạo của Chúa Cha, đúng không? Là Chúa Cha của chúng ta đã tạo ra cái tổ tiên của chúng ta, đúng không? Bà Adam và ông Eva, đúng không? Bà Eva và ông Adam, ông Adam và bà Eva, đúng không? Là cái tổ tiên của chúng ta, đúng không? Thì sau đó thì vì họ phạm tội, phải không? Chống đối lại cái lệnh của Ngài, phải không? Cái lệnh của Ngài thì lúc đó chỉ có một cái lệnh thôi à, đúng không? Vì sao thì chúng ta mới có nhiều, là tại vì cái tội lỗi nó càng nhiều, đúng không? Thì lúc đó tổ tiên của chúng ta hoặc là cha mẹ của chúng ta thì chỉ có một cái lệnh thôi, tuyệt đối đừng có ăn từ cái trái cây đó thôi, còn những cái thứ khác thì cứ tự nhiên, đúng không? Thì đó là chỉ một cái lệnh thôi. Thì sau đó thì nó mới có nhiều cái lệnh là vì sao? Thì ngày 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 sau khi cái sự cái sao ta trước khi cái sự sinh ra của dạng Christ, Chúa Christ của chúng ta ấy, thì Ngài cũng đã cố gắng giúp con cái của Do Thái trở về lại với Ngài, và Ngài đã dùng đủ thứ cách, đủ thứ cách để mà kêu gọi những con cái của Ngài trở về, từ những vị vua này, các vị vua này, những vị tiên tri này, những vị đàn ông bình thường này, nghĩa là đàn ông Do Thái đó, phải không? Rồi qua nhà thờ này, rồi nói chung là Ngài cũng đã cố gắng hết sức mình tới tới nghĩa là nói chung là Ngài đã luôn luôn cố gắng kêu gọi chúng ta trở về, nhưng mà tại vì cái sự cố chấp và cái sự cứng đầu của chúng ta, phải không? Cho nên chúng ta mới 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 kiểu là cứ cứ kiểu là cứ từ chối, rồi cứ cứ bỏ Ngài, phải không? Rồi cho nên chúng ta mới trong cái trường hợp hoàn cảnh như ngày hôm nay là thời đại bây giờ, đúng không? Thì quý vị cũng đã hiểu rồi đó, đúng không? Là cái câu chuyện của chúng ta là như vậy. Thì sau đó thì vì những cái điều đó đó, vì những cái tội lỗi của tổ tiên đó, với lại vì cái lời hứa hẹn mà Chúa Cha đã hứa với tổ tiên của chúng ta, phải không? Là ông Abraham, Isaac và Jacob, phải không? Noah và Moses, vân vân, phải không? Thì nói chung là tổ tiên của chúng ta, phải không? Thì vì Ngài đã hứa là sẽ lại những lần đó là trong cái lời hứa đó, phải không? Thì quý vị nói là tân ước và cứu ước, phải không? Tân ước là cái lời hứa hẹn cũ và cứu ước đây coi, nên là tôi nói nhầm đây xíu. Thì cựu ước, phải không, là cái lời hứa hẹn cũ, đúng không? Và tân ước á, là cái lời hứa hẹn mới, thì là sao? Nghĩa là cái hợp đồng mới, phải không? Thì cái hợp đồng cũ là vì sao? Thì vì chúng ta đã cứ cứ làm hủy cái lời hứa đó, phải không? Là Ngài không có hủy cái lời hứa, mà chỉ là vì chúng ta hủy cái lời hứa, nghĩa là không có giữ cái lời hứa. Còn Ngài đã luôn luôn giữ cái lời hứa, phải không? Thì cái lời hứa của Ngài đã luôn luôn là như vậy, đúng không? Với lại cái lời hứa mới á, nghĩa là cái hợp đồng mới á, nghĩa là trong cái tân ước đó, thì Ngài 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 đã gửi con trai của Ngài để mà chúng ta có thể có lại một cơ hội nữa, không? Vì trong cái cựu ước á, thì vì chúng ta đã hủy cái lời hứa của mình, đúng không, với Ngài, cho nên đó là lý do tại sao Ngài đành phải làm cái lời hứa, cái hợp đồng mới, phải không, để mà chúng ta có thể có một cái cơ hội cuối cùng, đúng không? Và đó là cái cơ hội cuối cùng, đúng không? Và sau đây sẽ không có cái gì nữa đó. Chỉ là cái sự xét xử thôi, biết không, đúng không? Bây giờ quý vị hiểu hiểu chưa? Đó là lý do tại sao Ngài đã gửi
con trai của ngài. Và sau đây thì sẽ không có cái chuyện mà ngài sẽ trở lại đây mà chết lại rồi chuộc tội chúng ta lần, không có. Ngài đã làm cái điều đó gần 2000 năm rồi, đúng không? Gần 2000 năm nay rồi, đúng không? Ngài đã thực hiện cái điều đó rồi. Và ngài đã trở về thiên đàng. Khi mà ngài quay trở lại đây á, chỉ là cái sự xét thử xử thôi, đúng không? Xét xử những vị bọn ngoại tộc, đúng không? Chủ yếu là bọn ngoại tộc. Mà những ai mà những con cái Do Thái mà tham gia với những cái tội lỗi của bọn ngoại tộc á, thì họ cũng sẽ bị xét xử chung với bọn họ, đúng không? Ngài sẽ không trở lại để đem có sự hòa bình, không có. Ngài trở lại để xét xử những vị vô đạo, những vị tội lỗi, biết không? Kết thúc là như vậy về cái điều đó. Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ quý vị đã có một chút về cái kiến thức hoặc là cái ý thức cơ bản về đạo của mình chưa? Đúng không? Ít nhất thì quý vị cũng phải hiểu cái điều đó. Ngoài ra phải thì tất nhiên quý vị phải hiểu cái luật lệ rồi đó, những cái luật lệ và 10 cái lĩnh rồi đó. Thì như vậy thì quý vị mới có thể giải thích cho bất cứ ai chưa có hiểu, đúng không? Còn không thì những vị ngoài kia sẽ nói quý vị là một vị đạo đức giả dối, biết không? Thì trên hết là chúng ta phải biết yêu thương, đúng không? Thì tất nhiên rồi. Thì cái đó là trên hết rồi. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải làm theo những cái luật lệ, 10 ca lệnh, vân vân, đúng không? Thì đó là cái đạo lý nha, và cái luật về đạo lý nha. Còn cái luật về dân sự thì quý vị cũng biết rồi đó. Thì cái luật về dân sự thì chỉ là cái cách chúng ta cư xử trong xã hội, không? Cái cách mà chúng ta có thể giao lưu với những vị bọn ngoại tộc, không? Đặc biệt, không? Hoặc là những vị không phải là dân tộc của chúng ta, không? Hoặc là không phải là cùng hàng xóm của chúng ta, hoặc là trong nhà thờ của chúng ta, không? Thì chủ yếu là những vị ngoại tộc, đúng không? Thì cái cách chúng ta giao lưu với họ, hoặc cư xử với họ, hoặc đối xử với họ thì chúng ta làm theo cái luật dân sự, đúng không? Hoặc là theo bọn họ là luật công dân, đúng không? Hoặc là pháp lý đó, không? Thì đơn giản là như vậy thôi. Thì tiếp theo á, thì cái luật về đồ ăn thì như tôi cũng đã nói á, hồi nãy á, thì tuyệt đối thì đừng có ăn những cái đồ ăn mà nó có là cái đồ ăn ngoại tình á, không? Thì như tôi cũng đã giải thích rồi đó. Thì thêm nữa thì tôi cũng muốn cộng vài cái nữa là quý vị tuyệt đối đừng có ăn như là ví dụ là những con vật không sạch á, giả sử như con vịt này, lươn này. Thì tất nhiên tôi cũng hiểu là cái truyền thống của chúng ta thì chúng ta hay ăn những cái con vật mà kiểu là sao ta, mình không nên ăn, đúng không? Thì còn về thịt heo thì quý vị cũng đã biết rồi, cái đó đâu phải là cái đồ ăn truyền thống của chúng ta đâu, đó chỉ là do chúng ta học ăn từ những vị ngoại tộc như là các vị kinh hay vân vân, đúng không? Thì đó là một cái ví dụ thêm nữa trong cái chuyện mà về cái luật của đồ ăn, đúng không? Thì còn nhiều lắm, thì quý vị hãy đọc về cái quyển sách về luật á, về những cái luật á, lệ đó, thì nó sẽ nói cho quý vị biết là những cái con vật sạch đó, hay không sạch, đúng không? Thì như là Lê Vi Ký này, thì cái quyển sách thứ nhất về cái luật lệ này của đạo lý này, đúng không? Còn Phục Truyền Luật Lệ thì cái quyển sách thứ hai về luật lệ của đạo lý này, đúng không? Thì đó là cái điều mà quý vị nên chú ý vào. Thì nói chung là trong cái năm quyển sách của ông Mô-xê đó, đúng không? Thì những ngày lễ đó thì như tôi cũng đã nói đó, thì những cái ngày lễ thì Passover, thì như quý vị đã biết là cái Passover là cái ngày kỷ niệm, đúng không? Vì cái sự hy sinh của Giáng Christ là cái ngày mà chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ, không bao giờ quên vì cái sự hy sinh của Ngài để mà chúng ta có được cái sự sống cho tới khi bây giờ. Thì đó là cái ý nghĩa của nó. Thì đó là cái điều mà tôi cũng muốn nói. Thì vì hồi nãy tôi hết thời gian luôn.
Thì trong cái lúc mà tôi nói cái vấn đề đó thì bây giờ tôi cũng lấy cái đoạn này luôn đi ha, để mà cho quý vị có thể hiểu. Thì trong cái đâu rồi ta, nãy thấy xin lỗi nha, đợi xíu nha. Thì trong cái năm 23 đến 24 á, thì cái Passover thì là trong tháng 3 là 17 Tây 2023 là cái ngày Passover, đúng không? Là dương lịch nha, đúng không? Để cho quý vị không có nhầm nha. Rồi cái về Unleavened Bread là tháng 3 là 18 Tây, đúng không? Từ cái mặt trời nó lặn xuống, đúng không? Đến 24 Tây mặt trời nó lặn xuống, đúng không? Thì đó là cái Unleavened Bread, đúng không? Rồi cái coi đi Tabernacle này. Còn về Tabernacle thì trong tháng trong tháng 9, phải không? 16 Tây 2023, từ mặt trời lặn cho tới khi 23 Tây, cho tới khi 23 Tây, đúng rồi, tháng 9 2023, đúng không? Cho tới sau khi cái mặt trời nó lặn vào ngày đó, đúng không? 23 Tây, đúng không? Thì đó là cái điều mà tôi muốn nói cho quý vị biết, là một cái ví dụ, phải không? Còn những cái ngày lễ Tabernacles và Unleavened Bread nữa, phải không? Thì như quý vị cũng đã nghe rồi đó, thì tôi cũng đã nêu ra cái ngày của nó, phải không? Thì còn về cái ngày lễ thì lần sau tôi sẽ kiểu là nói riêng, vì vì nó hơi kiểu là phức tạp hơn một chút xíu, không? Tại vì nó liên quan tới cái lịch nhé. Tại vì nhiều quý vị cũng chưa có hiểu nhiều cái lịch, tại vì quý vị chỉ quen thuộc với cái lịch âm lịch, dương lịch, nhưng mà quý vị không có hiểu cái lịch của Kinh Thánh nữa là khác nữa, biết. Thì đó là lý do tại sao tôi nói là nó hơi phức tạp. Thì đó là lý do vì sao. Với lại ngoài ra những cái chuyện khác nữa, không? Ngoài ra tôi phải hiểu cái ý nghĩa của nó và mục đích của nó là gì nữa, đúng không? Thì cái này thì tôi chỉ tóm tắt lại thôi, đúng không? Thì đó là cái ngày lễ, phải không? Hình như là tôi đã nói hết rồi đó. Chứ là một cách đơn giản thì nói về dân sự đồ ăn, luật dân sự, cái luật đồ ăn ngày lễ thì nó chỉ là như vậy thôi. Thì đặc biệt là dân sự và đồ ăn thì cái đó không có là gì khó hết á, chỉ đó là chỉ cái sự hợp lý thôi, đúng không? Còn hai cái điều khó chỉ là cái đạo lý này, cái luật về đạo lý này, cái luật về ngày lễ đó. Thì đó là hai cái luật kiểu là nó cần chúng ta phải học hỏi nhiều hơn, kiểu là chúng ta cần phải có ý thức nhiều hơn, đúng không? Chúng ta cần phải có ý thức, không? Thì chúng ta cần phải có cái sự hiểu biết, cái sự khôn ngoan và cái kiến thức, không? Thì đó là trong hai cái luật mà kiểu là nó phức tạp, đúng không? Còn hai cái luật kia thì cái đó không có là gì khó đâu. Tôi có thể dạy cho quý vị những cái chuyện về dân sự hay là đồ ăn, thì cái đó không có cái gì là khó hết đó. Nói về cái kiến thức của thế giới, đối với tôi không có gì là khó hết. Vì sao? Tôi cũng đã sống trong cái cuộc sống của thế giới rồi, cho nên tôi cũng hiểu cái ý nghĩa nó là như thế nào, đúng không? Còn sống về cuộc sống của Chúa Cha thì nó khó hơn nhiều, vì chúng ta đành phải kiểu là bỏ rất là nhiều thứ của thế giới, không? Nên nó kiểu là chúng ta phải sống cuộc sống rất là kỷ luật, không? Nó hạn chế rất là nhiều, không? Và là vì lý do là chúng ta phải luôn luôn giữ cái đền thờ nó trong sạch, để mà Chúa Cha có thể ở cùng với chúng ta, và con trai của Ngài có thể có cái sự hiện diện với chúng ta, và cái thiên thần và cái thánh thần của Ngài, đúng không? Thì đó là cái điều mà tôi muốn nêu ra luôn. Đúng không? Bây giờ quý vị hiểu chưa? Và lý do tôi nói những cái điều này trước á, là tại vì cái điều này nó rất là quan trọng đối với những vị quý vị sắc tộc của chúng ta.
thì tôi cũng hiểu là nhiều vị cũng thắc mắc là tại sao tôi không dạy quý vị những cái kiến thức về thế giới về này nọ. Thì về sau tôi cũng sẽ dạy cho quý vị rất là nhiều cái điều mà nó sẽ giúp ích cho quý vị, phải không? Nhưng mà có những thứ khác thì tôi cũng không có dạy cho quý vị, thì vì vì nó cũng không có tốt cho quý vị đâu, phải không? Vì có những thứ kiến thức của thế giới nó đâu có nghĩa là nó sẽ tốt cho quý vị, biết không? Thì trước hết quý vị phải học hỏi những cái kiến thức cơ bản về đạo của chúng ta, đúng không? Thì lúc đó thì quý vị mới có thể học những cái thứ khác, vì chúng ta khác hơn những vị bộ ngoại tộc, vì chúng ta không có giống họ, biết không? Cho nên đó là lý do tại sao tôi dạy cho quý vị cái này trước.